phục rất xinh đẹp vào ngày cưới cùng bước ra hôn trường để giao mắt thân thể quý vị. Và xin mời một tràng pháo tay thật lớn được quý vị để cùng chúc mừng cho cô dâu và chú rể quý vị. Vậy là trên sân khấu hạnh phúc của chúng tôi đã có sinh dịch của cô dâu chú rể, đứng theo vùng mẫu của cô dâu chú rể. Và ngay bây giờ xin mời cô dâu và chú rể cúi đầu chào toàn thể quý vị khách quý có mặt trong hội trường ngày hôm nay ạ. Vâng, xin cảm ơn rất nhiều từ quý vị. Ngày hôm nay là một ngày rất là tuyệt vời, và có thể nói rằng hôm nay xung họp chúc mai, tình chung một khắc nghĩa dài trăm năm. Hôm nay tứ hải giao tình, tuy rằng khác biệt nhưng chung một nhà. Quý vị khách quý từ mọi miền tổ quốc đã cùng về đây để cùng chúc chiên niềm vui và chúc mừng hạnh phúc cho cô dâu và chú rể. Và để đáp lại tấm chân tình đó, có thể quý vị, một vị đại diện của họ nhà gái cũng là vị đại diện của hai bên gia đình, sẽ có đôi lời tâm tình gửi đến toàn thể quý vị khách quý có mặt trong hội trường ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời. Kính thưa quý ông, quý bà, kính thưa quý bà con, có bác hai họ, nội ngoại hai gia đình, kính thưa quý vị khách quý cùng toàn thể các bạn trẻ đang có mặt trong hôn trường hôm nay. Lời đầu tiên, cho phép tôi xin thay mặt hai gia đình kính gửi đến quý vị lời chúc sức khỏe và lời kính chào trân trọng nhất. Vâng, kính thưa quý vị, như ông bà ta thường nói, trai không thì dừng vợ, gái lớn gả chồng. Hôm nay hai con chúng tôi qua một thời gian tìm hiểu yêu nhau và quyết định đi đến hôn nhân, được sự đồng ý của bố mẹ hai gia đình và sự giúp đỡ của chính quyền địa phương vào điều kiện. Hôm nay gia đình nhà gái chúng tôi tổ chức lễ vu quy cho cô dâu Phùng Thị Thảo Nguyên sánh duyên cùng chú rể thân trọng cháu Tuấn. Lời đầu tiên, thay mặt gia đình họ nhà gái, tôi xin chân thành cảm ơn sự hiện diện của quý vị đã buộc bớt chút thời giờ quý báu đến với gia đình chúng tôi dự buổi lễ vu quy trưa hôm nay. Đó là một niềm vinh hạnh lớn cho gia đình chúng tôi. Và để đáp lại tấm chân tình của quý vị, gia đình chúng tôi có tổ chức một buổi tiệc, mời quý vị cùng nâng ly chúc mừng hạnh phúc cho hai con chúng tôi. Thưa quý vị, trong buổi tiệc chắc không thể tránh khỏi những điều thiếu sót ngoài ý muốn, kính mong quý vị thông cảm bỏ qua cho. Một lần nữa kính chúc quý vị luôn được nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt trong cuộc sống, chúc cho tình xuôi gia mãi bền chặt như keo sơn, chúc cho cô dâu chủ rể hai con mãi mãi sống hạnh phúc, yêu thương nhau để trọn đời. Chúc quý vị dùng bữa thật ngon miệng. Xin chân thành cảm ơn. Xin lên chân thành cảm ơn những lời phát biểu rất tuyệt vời của ba cô dâu cũng là vị đại diện của hai bên gia đình và đến toàn thể quý vị khách quý có mặt trong hội trường ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, bao nhiêu năm đời tháng chờ, giây phút hạnh phúc bây giờ là đây. Kể từ giờ phút này đây, Thảo Nguyên đã được làm vợ, Châu Tuấn đã được làm chồng. Với bên họ nhà trai đã có một người dâu hiền, và nhà gái đã có một người rể thảo, và hai bên gia đình đã có một đôi trai tài gái sắc sống trọn đời hạnh phúc bên nhau. Và để tiếp tục ở chương trình chiều hôm nay, xin mời cô dâu và chú rể sẽ cùng tiến lên phía trước để cùng chung tay. Quyện vào nhau. Và ngày hôm nay quý vị đã chút thời gian rất quý báu của mình đến chúc mừng cho cô dâu và chú rể. Xin được thay lời cho toàn thể quý vị, xin kính chúc cho tình yêu của cô dâu và chú rể của chúng ta trăm năm tình viên mãn, bắt đầu nghĩa phu thê. Của chương trình, xin mời cô dâu và chú rể sẽ cầm những ly rượu hồng nhân ngày hạnh phúc của mình dâng lên cha mẹ trong mâm của lễ vu quy trang trọng này.
Quý thính các vị và các bây giờ xin mời cô dâu và chú rể của chúng ta sẽ cùng chéo tay vào nhau uống nhau một ly rượu ra vui. Và nhất thì hứa với toàn thể quý vị một điều rằng các bạn sẽ sống trọn đời hạnh phúc bên nhau. Và chúng ta hãy cùng chúc mừng cho cô dâu và chú rể bằng việc hãy cùng rót đầy bia và nước ngọt vào ly, cùng nâng ly lên, hô 1 2 3 xuống cả ly và chúc mừng cho được sống bên nhau. Chào mừng quý vị 1 2 3 2 3. Vâng, xin chúc mừng. Và ngay bây giờ xin mời hai gia đình của chúng ta cùng tiến sát vào nhau, ôm với nhau một ly để tình thông suy ra của hai bên gia đình sẽ càng ngày càng thêm bền chặt. Vâng, xin cảm ơn anh rất nhiều. Và sau đây xin mời tới thân bù mẫu của cô dâu chú rể an toàn. Và xin mời cô dâu và chú rể xem hát lại những khúc trên sân khấu của chúng tôi. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay quý vị đến để chúc mừng hạnh phúc cho cô dâu Thảo Nguyên và chú rể Châu Tuấn. Và trong buổi lễ vui quy trang trọng này, nhóm bạn thân của cô dâu có một món quà tràn đầy ý nghĩa gửi tặng đến chúc phúc cho cô dâu và chú rể trong ngày hạnh phúc hôm nay. Xin mời vị đại diện của nhóm bạn thân cô dâu sẽ cùng gửi món quà gửi tặng đến cô dâu và chú rể. Xin được trân trọng kính mời. Khi bên nhau có bao nhiêu buồn lo tan đi mau, những phút giây gần nhau sao qua nhanh, những lòng không nói thay lời chúc cô dâu và chú rể xin chân thành cảm ơn món quà rất tuyệt vời đến từ nhóm bạn thân của cô dâu đã gửi tặng chúc phúc cho cô dâu và chú rể trong ngày hạnh phúc hôm nay. Và chương trình buổi lễ vui quy trên sân khấu của ban tổ chức tôi đã xong. Xin mời cô dâu và chú rể sẽ cùng bước đến thềm bàn để nhận những lời chúc mừng từ quý vị khách quý có mặt trong hội trường ngày hôm nay. Vì ngày các quý vị cùng ngồi đây để cùng mở trong mừng hạnh phúc cho cô dâu Thảo Nguyên và chú rể Châu Tuấn và tất cả những bạn ăn xem hỏi vì rất ngon đang hiện diện trước toàn thể quý vị. Đó chính là nhờ những bàn tay rất thật léo đến từ nhà hàng Tiệc Cưới Lưu Động nắp rượu của chúng tôi đến từ thị trấn Phước An huyện Cờ Đông Bắc tỉnh Đắk Lắk với đội ngũ tiếp viên rất trẻ trung năng động và rất chuyên nghiệp, rất ân hạnh được phục vụ toàn thể quý vị. Chúc quý vị có một bữa trưa thật ngon miệng. Và chắc ngày hôm nay quý vị đã cùng đến đây, hãy cho mình một bài hát thật hay, một ca khúc tràn đầy ý nghĩa để cùng hát tặng đến với hội trường buổi lễ vui quy ngày hôm nay. Và anh em ban nhạc tiếp theo của chúng tôi cũng rất vui mừng và chắc chắn những lời ca tiếng hát của quý vị. Và để bắt đầu chương trình ngày hôm nay trưa nay, xin mời quý vị sẽ cùng được chào đón dòng tay của cầu tôn và con của cô dâu sẽ cùng đến với chương trình của chúng ta trưa nay với một ca khúc thật tuyệt vời. Xin mời một tràng pháo tay thật nồng nhiệt của quý vị để cùng chào đón dòng tay của cầu tôn đến quý vị. Vâng, xin mời dòng tay của cầu tôn. Thưa quý vị, thì hôm nay là ngày vui của cháu à, thì tôi xin kính chào quý công khách có mặt trong môi trường hôm nay để cho vui cho ngày vui của hai cháu. Thì không có gì hơn, tôi xin hát một ca khúc Ngẫu Hứng Lý Qua Cầu.
qua sông gặp hòa bình. Bận lòng đi em anh đón qua đầu mùa mưa cầu thề đâu khó đưa nhau mình ngồi bên nhau dưới mái trăng leo về đây người quê chỉ có tấm lòng có chiếc bao la cho phút chiều như ông